Trong căn cứ ngầm này chỉ có 3 người, tôi và anh Tử đều ngồi đối diện với cậu ta. Hai bọn tôi có bản lĩnh gì chăng nữa, cũng không thể nào làm nước bọt nhều lên đầu Tuyền Béo được. Ba người đều cảm thấy kỳ lạ, cùng ngẩng đầu nhìn lên. Rốt cuộc là cái gì đã nhều chất lỏng ấy xuống? Ngọn lửa đốt bằng gỗ vụn từ các thùng đạn, chiếu sáng xung quanh đấy. Nhưng chỗ xa, ánh lửa không rọi tới, vẫn là một vùng đen tối lặng yên phăng phắc. Đúng chỗ ngay trên đầu chúng tôi, ánh sáng của ngọn lửa và bóng tối giao nhau, chìa ra một mặt người cực lớn. Gương mặt này ít nhất là to gấp đôi mặt người thường. Trắng như chát phấn, vẻ mặt trơ lì, không nhìn ra được là mừng hay giận. Mũi khòm như mỏ diều hâu, đôi mắt đỏ sọc như máu, nhìn chằm chằm vào miếng thịt rơi nướng trên tay Tuyền Béo. Cặp môi vừa dày vừa thô, chìa ra phía trước, cái miệng to tướng há ra đen ngòm, nửa cái lưỡi đỏ au chìa ra ngoài mép, nước dãi chảy ròng ròng, từng giọt từng chuỗi từ bên trên rớt xuống. Chủ nhân của bộ mặt ấy, có cái cổ rất dài, da đen mà cứng, trần kho gen na rất cao, nên cả người nó đều ẩn giấu trong bóng tối, nơi ánh lửa không soi tới, chỉ có thể trông thấy mặt và một đoạn cổ mà thôi. Dường như nó rất hứng thú với thịt rơi nướng chúng tôi đang ăn, định bổ xuống cướp lấy, nhưng lại sợ ngọn lửa cháy bùng bùng bên dưới, nên cứ chần chừ do dự không quyết. Nhưng coi bộ có lẽ sức hấp dẫn của mùi thịt nướng đối với nó quá lớn, đã không thể kiềm chế được hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào trên trần xuống. Đây rốt cuộc là người hay quái vật? Ba chúng tôi ngẩng đầu lên thấy vậy, đều vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên. Tôi không hiểu cái thứ này ở đâu ra, nhưng cũng nhìn ra được nó đang thèm ăn thịt rơi nướng. Chúng tôi mang trong hang đá vào đây cả thảy 5 con rơi to. Anh Tử và tôi mỗi người ăn nửa con, Tuyền Béo một mình ăn cả con, còn lại 3 con. Lúc nãy Tuyền Béo xả thịt con rơi chúa ra làm 3 phần, một phần xiên vào lưỡi lê, đang nướng trên ngọn lửa. Có điều trong lúc này, đâu thể suy nghĩ được nhiều. Tôi thấy Tuyền Béo bị bộ mặt vô hồn trên đầu làm cho đờ cả người, vội giật lấy lưỡi lê đang xiên thịt rơi nướng trên tay cậu ta, giơ lên phía bộ mặt quái đản kia, hơ hơ nửa vòng, rồi dùng sức văng sang một bên. Tôi dùng sức quá mạnh, ngược lại làm miếng thịt không văng ra xa được, mà tuột khỏi lưỡi lê, rơi xuống một chỗ cách lưng anh Tử không xa lắm. Anh Tử còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, đã có một con dã thú thân hình đồ sộ trên nóc nhà nhảy xuống, ngoạm cả miếng thịt rơi vào mồm, chẳng nhai chẳng nghiến đã nuốt luôn vào bụng. Anh Tử chưa từng thấy loài động vật này, còn tôi và Tuyền Béo thì từng xem ảnh nó trong vườn bách thú. Nó vừa lộ nguyên hình, bọn tôi lập tức nhớ ra ngay, là con lười đất thảo nguyên. Đúng rồi, chính là nó. Lười đất thảo nguyên sống trong hang động dưới đất ở sâu trong thảo nguyên, chủ yếu phân bố ở vùng thảo nguyên Nam Mỹ, Châu Phi, Ngoại Mông. Cũng là lười đất, nhưng chúng không giống với loài lười đất sống trong rừng, thích nhất là ăn những động vật sống dưới lòng đất như rơi lớn, chuột đất hay mãng xà. Phương pháp bắt mồi của lười đất thảo nguyên là lấy tĩnh chế động, rất ít khi chủ động tấn công, chỉ lẳng lặng nấp trong bóng tối, không hề động đậy, có khi mai phục đến mấy ngày liền, không ăn không uống, đợi khi có động vật nào đi ngang qua, mới đột nhiên há miệng như chớp, một miếng nuốt trọn luôn đối phương. Đã bao năm trôi qua, sự việc vẫn còn để lại trong chúng tôi ấn tượng sâu sắc, nhưng chẳng ai ngờ được, trong căn cứ của quân Quan Đông tận sâu dưới lòng đất này, chúng tôi lại gặp phải một con như thế, mà còn là một con rõ to nữa chứ. Chắc hẳn nó đuổi theo bọn rơi mặt lợn đến đây. Lũ rơi trong căn cứ này nhiều không đếm xuể. Chúng tôi chỉ thấy một cái ổ trong hang đá, đã có đến hàng ngàn con. Căn cứ này rộng hàng chục cây số, có khi ở nơi nào đó còn có vài cái ổ khác nữa không chừng. Lười đất da thô thịt dày, dưới da còn có rất nhiều mảnh xương nhỏ, y như mặc áo giáp. Khi trưởng thành thì lớp áo giáp này sẽ rắn chắc lại, không thể phá vỡ. Loài rơi mặt lợn hung dữ có móng vuốt sắc nhọn, tuy dễ dàng xé rách được da bụng của trâu, dê, nhưng lại không thể làm tổn thương lười đất thảo nguyên. Dù có cào cấu được mấy cái, nó cũng chẳng mảy may đau ngứa. Ở đây không có loài thiên địch của nó, lại có vô số rơi mặt lợn cho nó bắt ăn. Thật đúng là hài lòng hà dạ rồi. Có điều, không rõ loài vật thể hình lớn như lười đất thảo nguyên làm sao mà xuống được căn cứ ngầm này. Khả năng là có động đất hay sạt núi, khiến căn cứ xuất hiện một số lỗ hổng lớn. Nó chính là trèo vào đây kiếm ăn từ đó. Nếu tìm được lối vào này, chúng tôi chắc cũng có thể thoát ra theo đường ấy. Con lười đất thảo nguyên nhảy trên trần nhà xuống ăn hết miếng thịt rơi nướng, liền thè cái lưỡi dài của nó ra liếm mấy vòng xung quanh miệng. Rõ ràng chỉ một miếng thịt như vậy, không lấp đầy được dạ dày nó.
hơn nữa còn khơi dậy ngọn lửa thèm ăn đang hừng hực trong nó. Con vật nhìn chằm chằm vào ba chúng tôi, không biết đang có chủ ý gì. Ở thế giới lòng đất này, nó chính là bá chủ. Trong khoảnh khắc hai bên đối mặt ấy, đầu óc tôi xoay chuyển mấy lần, địa hình khu căn cứ và đối phó mãnh thú hoang dã. Những chuyện này đối với tôi quả hơi lạ lẫm, có nên ra tay trước không? Súng tiểu liên đã ở trong tay, nhưng sức sát thương của súng tiểu liên loại này rất giới hạn. Da xương của lưới đất thảo nguyên kia có thể chống đỡ được, chớ để đánh rắn không xong, lại để rắn cắn, chọc tức nó rồi, không chắc đã thoát thân được. Súng trường Arisaka của quân Nhật lực xuyên thấu lớn, chắc có thể giải quyết được lưới đất thảo nguyên. Chỉ có điều chúng tôi chỉ cầm đi mấy lưỡi lê. Hai khẩu súng trường đã nạp đầy đạn lúc nãy đều để cách đó tầm 20-30 mét. Cần phải có người đánh lạc hướng con lười, tôi mới có thể chạy ra lấy súng được. Chạy đi chạy lại như vậy, cần một khoảng thời gian ngăn ngắn. Khoảng cách giữa con lười đất thảo nguyên và chúng tôi quá gần. Nghĩ liền mấy hướng, chẳng hướng nào là chắc chắn cả. Lúc này Tuyền Béo đứng nguyên tại chỗ, nói nhỏ với tôi. Nhất à, tớ nhớ cái giống này chỉ ăn động vật máu nóng và máu lạnh, không ăn thịt người. Theo tớ thì chắc không sao đâu. Nói đoạn lấy chân đá nhẹ mấy cái xác rơi về phía con lười, ra ý rằng, số thịt này đều cho mày cả, mau ra mà ăn đi, đừng làm phiền bọn tao. Ai ngờ con lười chẳng thèm liếc mấy con rơi chết một cái, ngược lại còn nhìn bọn tôi chằm chằm, rất dãi không ngừng chảy xuống. Tuyền Béo quay đầu lại hỏi tôi, sao nó không ăn thịt rơi, lại cứ chằm chằm nhìn mình thế hả nhỉ, hình như không có ý tốt đâu. Tôi không dám phân tâm nói chuyện với Tuyền Béo, một mực theo dõi sát sao nhất cử nhất động của con lười đất thảo nguyên. Chỉ cần nó có ý định tấn công, vậy thì tôi đành phải xông tới trước mặt nó, nhặt súng tiểu liên, cho nó vài phát đạn. Anh Tử nói, bọn mình đều ăn khá nhiều thịt rơi rồi, lẽ nào nó coi mình là rơi? Lời cô còn chưa dứt, con lười đất thảo nguyên kia đã không thể nhịn được trước mùi thịt rơi nướng thơm nồng, từng bước áp sát chúng tôi. Động vật hoang dã chủ yếu đều ăn thịt sống, bởi từ khi sinh ra chúng chưa từng ăn thịt chín. Ăn một miếng rồi, mùi vị thịt chín sẽ là sự hấp dẫn lớn nhất đối với chúng. Tôi phát hiện ra nó hành động rất chậm chạp, cảm thấy không nhất định phải tranh đấu làm gì, cứ chạy đi thì hơn. Tôi gọi hai người còn lại một tiếng, cả ba quay người bỏ chạy. Vừa chạy ra được hai bước, đúng lúc ấy, dưới chân mắc phải một vật cứng, khiến tôi ngã dập xuống, suýt nữa thì vỡ của đầu gối. Cả Tuyền Béo, anh Tử cũng đồng thời ngã đập mặt xuống đất. Tôi lấy làm lạ, thứ gì đã vướng vào chân tôi. Lúc ngã xuống đó, tôi có liếc một cái xuống dưới, mặt đất bằng phẳng, lấy đâu ra thứ gì có thể làm người ta vướng chân ngã nhào. Bèn sực nhớ ra, chỉ lo thoát thân, quên mất không mang theo hai cái xác đứa trẻ. Lẽ nào là hồn ma quậy phá? Lười đất thảo nguyên có lẽ trước nay chưa từng gặp loài động vật đi bằng hai chân như con người. Nó ngửi thấy mùi thịt rơi nướng trên người chúng tôi, đã coi chúng tôi là rơi rồi. Chỉ có điều tạm thời nó vẫn chưa thể chấp nhận loài rơi có hình dạng thế này, và lại cũng sợ ánh lửa, không dám manh động tiến lên. Đang suy tính xem làm sao để nuốt trọn cả ba con mồi ngon đã dâng lên đến tận miệng này, thì thấy ba bọn tôi ngã nhào xuống đất, liền vụt một cái nhảy bổ tới chỗ chúng tôi. Chi sau của nó vừa to vừa khỏe, nhảy một cái đã tới ngay trước mặt Tuyền Béo. Có lẽ nó thấy con này thịt nhiều nên đã chuẩn bị đưa Tuyền Béo vào mồm tế bộ răng trước. Tuyền Béo thấy vậy đành phải liều mạng chống cự, hai tay vơ loạn dưới đất định tìm một thứ vũ khí. Vừa vặn trên mặt đất có lưỡi lê dùng nướng thịt rơi, Tuyền Béo thuận tay cầm lên đâm thẳng lưỡi lê vào cánh tay con lười, sâu lút tới cán. Lưỡi lê để trên lửa một lúc lâu tựa như thanh sắt nóng bỏng, đâm trúng con lười, mũi liền ngửi thấy một mùi hôi khét lẹt. Con lười đất thảo nguyên này hoành hành vô địch dưới căn cứ ngầm này đã lâu, nào chịu thiệt thòi như vậy bao giờ. Vừa đau vừa giận, nhưng lại không dám cắn Tuyền Béo nữa, đành chậm chậm lùi lại mấy bước, chờ thời cơ tấn công. Lưỡi lê nóng bỏng đâm được con lười một phát, nhiệt độ tức khắc giảm xuống, máu tươi của nó khiến thân dao bốc khói trắng xì xì. Tuyền Béo vừa rồi một đòn thuận lợi, toàn dựa vào nhiệt độ của lưỡi lê, bằng không căn bản chẳng thể đâm nó bị thương được. Tôi nhân khoảnh khắc ngắn ngủi Tuyền Béo đẩy lui được con lười, liền cùng với anh Tử, mỗi người cõng một bộ áo bọc hai đứa trẻ lên lưng, chỉ mong hai đứa tiểu yêu này không tiếp tục quấy phá nữa. Trên lưng cõng xác đứa trẻ bị tuẫn táng, tôi lại khom lưng nhặt khẩu súng tiểu liên. Biết rằng sức sát thương của loại súng tiểu liên kiểu này còn lâu mới đủ để bắn chết con lười, nhưng trong những khoảnh khắc quyết định, cũng chỉ có thể dựa vào nó mà cầm cự thêm chút nào hay chút đó. Tôi chưa kịp kéo chốt súng,
Trên vách tường sau lưng đột nhiên thò ra một bộ móng vuốt, vỗ thẳng xuống đỉnh đầu tôi. Cú vỗ đó quá nhanh, lại mang theo sức mạnh kinh người. Tôi không kịp cúi đầu, đành giơ khẩu súng trong tay lên đỡ. Bị móng vuốt quét phải, tay tôi nắm không chắc, súng tiểu liên văng ra xa, rơi hút vào trong chỗ tối ánh lửa không soi tới được. Thì ra, không ai để ý, trên tường lại có tới 4 con lười đất thảo nguyên trèo xuống, 2 to, 2 nhỏ, con nhỏ nhất cũng phải cao bằng một người lớn. Rất rõ ràng, bọn chúng cũng giống như con đầu tiên, đều bị mùi thịt rơi nướng thu hút, chạy đến tìm ăn. 5 con lười đất thảo nguyên vây tròn 3 người chúng tôi vào giữa, chỉ cần một con cầm đầu lao tới, những con còn lại sẽ ập lên theo sau, xé xác chúng tôi thành trăm mảnh. Chỗ dựa duy nhất của chúng tôi lúc này chính là đống lửa. 3 người dựa lưng vào nhau, Tuyền Béo cầm lưỡi lê, Anh Tử cầm súng tiểu liên, chỉ có tôi là chơi tay không. Đống lửa đốt bằng ván gỗ kia xem ra mỗi lúc một yếu dần, chẳng mấy chốc rồi sẽ tắt. Đến lúc ấy, chúng tôi chắc trở thành miếng mồi ngon đặt sẵn trên đĩa của lũ lười đất thảo nguyên rồi. Nghĩ đến đây tôi không khỏi thầm than vãn. Một con thôi mà con mẹ nó đã chẳng dễ đối phó rồi. Giờ thì vui chưa? Lũ lười trong căn cứ ngầm này kéo cả họ hàng hang hốc ra rồi. Người trong tuyệt cảnh, phải làm sao mới mở ra một con đường máu đây? Cứ để thế này cũng không phải cách. Tôi nhặt một thanh gỗ đang cháy trong đống lửa, hưu về phía con lười nhỏ nhất đang đứng cản đường. Nó quả nhiên sợ hãi, bị ngọn lửa dọa cho nép sang một bên. Vòng vây liền xuất hiện một chỗ hổng. Ngọn lửa trên thanh gỗ vốn đã không lớn, vừa hưu một cái đã suýt nữa thì tắt ngóm. Chúng tôi không dám chần chừ. Toạt xông thẳng ra, mấy con lười nước dãi ròng ròng hơi tần ngân một chút, rồi cũng nhất tề bổ tới. Khẩu tiểu liên trong tay Anh Tử liên tiếp bắn ra từng loạt đạn, con lười dẫn đầu trúng đạn, máy tươi tóe ra trên người, nhưng khắp mình chúng toàn là da dày chai cứng. Tuy đạn găm được vào người, nhưng không xuyên qua được lớp giáp xương bên trong, trái lại càng khiến chúng tức giận hơn. Từng bước đuổi sát, nhất định phải nuốt 3 chúng tôi vào bụng mới xong. Trong 3 bọn tôi chỉ mỗi Anh Tử có súng, mỗi khi cô nàng thay đạn, tôi và Tuyền Béo lại hưu thanh gỗ đang bốc cháy chặn lấy lũ lười, không cho chúng có cơ hội lại gần. Vừa đánh vừa rút, do lúc đột phá vòng vây không thể chọn phương hướng, chúng tôi cách chỗ để vũ khí càng lúc càng xa, ngược lại thành ra rút về phía cửa sắt kho Jenna lúc đầu. Bên ngoài cửa sắt là con xích hống. Chúng tôi vốn định sau khi ăn uống no nê, sẽ bàn mưu tính kế kỹ càng, tìm cách thoát ra theo lối cửa sắt này. Nhưng lũ lười đất thảo nguyên đột nhiên tấn công, khiến chúng tôi trở tay không kịp, chạy về đây trong lúc gấp gáp. Ngọn lửa trên thanh gỗ ngày một yếu dần, cuối cùng chỉ còn lại một thanh gỗ bị lửa đốt đen thui một đầu, bên trên lấm tấm vài đốm lửa nhỏ, đạn cũng không còn nhiều nữa. Lười đất thảo nguyên thể hình to lớn, mấy con trụm lại với nhau, trông như một bức tường thành khó thể vượt qua, bị móng vuốt của chúng vỗ phải, nhẹ nhất cũng đứt gân gãy xương. Vòng vây của lũ lười dần dần hẹp lại, chúng tôi bị ép đến trước cửa sắt, không còn chỗ nào lùi thêm được nữa. Chuyện đến nước này thì đành phải liều xông ra thôi. Tôi và Tuyền Béo ném thành gỗ còn lấm tấm mặt lửa vào lũ lười. Anh Tử quét súng tiểu liên lia một loạt đạn, dùng nốt chút khả năng chiến đấu cuối cùng ép mấy con lười đất lùi lại mấy bước. Tuyền Béo quay người mở cánh cửa sắt đã khóa chặt sau lưng. Tôi lấy móng lửa đen ném văng ra ngoài. Không ngờ con xích hống kia không còn ở đó nữa. Chúng tôi chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì nhiều, vội nhanh chóng rút ra đường hầm bên kia cửa sắt. Tuyền Béo đang định đóng cửa sắt lại, bỗng một luồng sức mạnh kinh hồn ập húc thẳng vào cánh cửa. Sức khỏe của lũ lười này thật đáng sợ. 3 bọn tôi dốc hết sức đẩy cửa, nhưng gắng thế nào cũng không làm nổi. Bỗng một luồng gió lạnh thốc tới, tôi vội né người. Thì ra con xích hống vẫn loanh quanh gần đó, chỉ số thông minh của xích hống không cao lắm, ngửi thấy mùi vật sống là bổ tới vồ cắn luôn. Con xích hống nói tới là tới luôn, hơn nữa còn lặng lẽ im lìm như một tia chớp. Nếu không phải tôi từng trải cả trăm trận chiến, có rất nhiều kinh nghiệm đối phó quân địch tấn công bất ngờ, thì chắc đã bị nó vồ phải rồi. Tôi lăn người xuống đất, định đứng dậy nhảy tránh đi, thì cửa sắt đã bị húc mở toang ra. Con lười to nhất đã dẫn đầu nhảy bổ tới. Con lười đất thảo nguyên dùng chi sau to chắc, tựa như một con ếch lớn, từ trong cửa nhảy sổ ra, vừa vặn húc bổ nhào con xích hống. Xích hống ngã lộn ra đất, thân thể nó không thể uốn cong,
lập tức bật ngay lại. 10 cái móng như 10 con dao thép đâm vào ngực con lười. Con lười đất gầm lên một tiếng, há miệng cắn bừa. Sau đó mấy con khác cũng trong kho Jenna tràn ra. Chúng thấy đồng bọn bị thương, liền nhao nhao tới cắn xé con xích hống. Con lười nhỏ nhất bị xích hống giật đứt đầu. Trên mình xích hống cũng bị hai con lười cắn chặt. Đôi bên sức mạnh ngang nhau. Nhất thời cuốn chặt lấy nhau quần thảo. Trong phút chốc, trên tường, dưới đất, cửa sắt, đầu cũng vung vãi những vệt máu lớn của lũ lười. Thịt bắn tung tóe. Đồng thời, con xích hống cũng bị cắn đứt một cánh tay. Chúng tôi nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, đều thầm sợ hãi. Nếu con xích hống và lũ lười hợp sức tấn công, vậy thì ba chúng tôi chắc khó mà thoát cảnh chết không đất chôn thây. Cả bọn chạy bừa chạy bãi thế nào tự dưng lại dẫn đến tình thế hai hổ đánh nhau. Thật đúng là may mắn hết sức. Không thể để lỡ thời cơ. Chúng tôi cõng xác hai đứa trẻ, chạy ra chỗ cái lỗ trên tường ngôi mộ cổ. Chỉ hận sao cha mẹ không sinh ra thêm một đôi chân nữa. Hớt hải như chó nhà có đám, hoảng hốt như cá đang mắc lưới. Tình cảnh nhếch nhác thảm hại thế nào, không cần phải nói kỹ cũng biết. Lỗ hổng sập ra trên tường vẫn còn nguyên như lúc chúng tôi nhảy ra. Lúc đầu thì tẩu thoát từ đây, giờ lại chạy trở về chỗ này. Đúng một vòng lớn, mà nào kiếm được thứ gì đáng giá. Không dưng gặp phải biết bao phiền phức. Còn thêm cả hai cái xác trẻ con đổ đầy thủy ngân này nữa. Thật khiến người ta dở khóc dở cười. Có điều trong căn cứ ngầm này tuy không có thứ gì giá trị, nhưng lại có không ít vũ khí và trang phục. Có thể còn tìm được mấy chiếc máy phát điện ở đâu đó. Kể chuyện này với mọi người trong làng, cũng đỡ uổng công chúng tôi vào sinh ra tử vật lộn với lũ quái lâu như thế. Giờ chỉ cần trèo ra cái lỗ chúng tôi đã đào bên ngoài là thoát. Lúc này tinh thần và thể lực của tất cả đều đã đến cực hạn rồi. Nhưng người đến nước liều, chó cùng dứt dậu. Đối mặt với tuyệt cảnh, tiềm năng sẽ được đánh thức. Anh Tử lấy súng tiểu liên lia nguyên hai băng đạn vào tấm ván quan tài chặn cửa. Mạt gỗ tung lên lả tả, nắp quan tài vốn đang gắn chặt vào tường. Đạn đã bắn nát cả phần giữa. Tuyền béo nhảy lên, đánh vai một cái làm nắp quan tài gãy đôi. Tôi đẩy anh Tử leo lên trước, sau đó hợp sức với Tuyền béo đưa xác hai đứa trẻ lên. Anh Tử ở bên trên đón lấy, rồi đưa tay kéo tôi ra khỏi mộ. Cuối cùng chỉ còn lại Tuyền béo, bởi chúng tôi cần phải kéo, cậu ta mới leo lên được. Cậu ta đang định trèo lên, hai con lười đất thảo nguyên máu me khắp mình đã xông vào hầm mộ. Chúng trở nên cuồng dại vô cùng, gầm lên như sấm. Có lẽ những thành viên còn lại trong gia đình chúng đều đã bị con xích hống giết chết. Con xích hống đó tuy lợi hại, nhưng cầm chắc là không thể chống lại đám lười cùng vây đánh. Đã bị cắn nát thành thịt vụn. Hai con lười đất thảo nguyên thương tích đầy mình, đuổi mãi không tha, lao theo chúng tôi vào hầm mộ. Tuyền béo quay lại nhìn, vội vàng leo lên, nhưng càng cuống lại càng không leo lên được. Lũ lười đã tới trước cái lỗ, cũng may cái lỗ này quá nhỏ đối với chúng, không thể chui ra được. Con lười không ngừng lấy móng vuốt cào đất, muốn mở rộng cái lỗ, để chui ra ngoài. Tôi thấy tình thế khẩn cấp, vội cầm súng tiểu liên của anh Tử ném cho Tuyền béo. Tuyền béo hiểu ý, bắn vài phát đẩy lui hai con lười đang trụm lại ở cửa hang. Rồi lập tức ngắm vào đỉnh lưu ly lửa rồng giữ báu nổ súng. Ngói lưu ly vỡ ra, từng túi dầu lửa hỏa long tây vực vãi xuống. Cả hầm mộ và cả hai con lười đất thảo nguyên đều bị ngọn lửa bốc lên nuốt trọn. Cùng lúc ấy, tôi và anh Tử dốc hết chút sức lực cuối cùng kéo giật Tuyền béo ra khỏi đó. Dù đã kịp thời kéo ra, quần của cậu ta vẫn bị ngọn lửa liếm mất một mảng lớn. Tuyền béo không ngừng vỗ mông để dập lửa, đau đớn kêu ầm ĩ như lợn bị chọc tiết. Anh Tử vội cầm bình nước hắt vào đám lửa trên mông cậu ta. Cái quần đã cháy sạch, lộ cả mông trắng hếu. Những con chó săn trung thành ngồi chồm hổm bên cạnh, nhìn ba vị chủ nhân trong hầm mộ chui ra. Trời đã giữa trưa, ánh mặt trời chói lóa. Tôi dụi dụi hai mắt. So với căn cứ ngầm tối tăm kia, đúng là như hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Tuyền béo một tay ôm mông, một tay giơ hai miếng ngọc bích lấy từ trong mộ lên xem, không nhịn được thi hứng tuôn trào, lại ngâm nga mấy câu nổi tiếng trong trường thi thế giới đại chiến. Lửa chiến tranh đã tắt, khói tan biến đi đâu. Ơi vầng dương, chưa từng như hôm nay, ấm áp một bầu. Ơi vòm trời, chưa từng như hôm nay, bát ngát xanh trầu. Ơi nụ cười nở trên môi những đứa em thơ, chưa từng như hôm nay, lúng liếng ngọt ngào.
Tôi và anh Tử đều không nhịn được phá lên cười ha hà. Bạn đã bao giờ thấy một nhà thơ vừa ôm đít vừa ngâm thơ chưa? Có điều lại xảy ra một chuyện bất ngờ nữa, khiến nụ cười của chúng tôi lập tức đông cứng lại.